vị đang quay trở lại với bản tin chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình, chúng tôi sẽ luôn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cả trong và ngoài nước để gửi tới cho quý vị. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đình chỉ 2 lô mỹ phẩm trắng da không đạt chất lượng, thu giữ 5.000 chiếc xúc xích nhập lậu nấm mốc, gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô lắp ráp trong nước, xuất khẩu lô cà phê đầu tiên sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc 2 lô kem dưỡng trắng da của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang do không đạt chất lượng. Theo đó, ngày 15 tháng 9, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn đình chỉ 2 lô kem dưỡng trắng da. Cả 2 lô mỹ phẩm trên không đáp ứng yêu cầu về giới hạn thủy ngân đều do chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang, nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất và đóng gói, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối sử dụng 2 lô mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu trên, thu hồi và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 30 tháng 9 năm 2020, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang, nhà máy mỹ phẩm Tạ Minh Quang và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tạ Minh Quang, xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát môi trường công an tỉnh kiểm tra bắt giữ một xe ô tô chở 5.000 chiếc xúc xích nhập lậu có hiện tượng nấm mốc, không có hóa đơn chứng tử. Qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, đội quản lý thị trường số 6 phối hợp với đội 3 phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô tải có mui biển kiểm soát 12C08537 đang vận chuyển hàng hóa vi phạm về sâu nội địa tiêu thụ. Ông Hoàng Văn Tuấn, địa chỉ tại thôn Co Măn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là người trực tiếp điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, giấy tờ kiểm dịch hay giấy tờ gì liên quan đến hàng hóa. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô, gồm một loại hàng hóa là xúc xích, sản xuất ngoài Việt Nam đang trong quá trình biến đổi màu sắc, vỏ ngoài ướt có hiện tượng nấm mốc, số lượng là 5.000 cái, trị giá lô hàng ước tính gần 20 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên của ông Tuấn để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính, xác minh làm rõ chủ sở hữu của lô hàng trên, đồng thời chuyển giao toàn bộ số tang vật vi phạm cho cơ quan chuyên môn để tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Vừa qua, một công ty tại Việt Nam đã xuất khẩu 14 container với số lượng 296 tấn cà phê đến cảng Hamburg, Anbrecht của Bỉ và Đức. Đây là lô cà phê đầu tiên sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Ngay khi hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, toàn bộ các sản phẩm cà phê bao gồm chưa rang, đã rang, các loại cà phê chế biến đều được xóa bỏ thuế về 0%. Đồng thời, EU cam kết bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho cà phê Việt Nam. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho ngành cà phê Việt Nam tại thị trường này. Từ nhiều năm nay, Việt Nam luôn là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê Robusta, đạt kim ngạch xuất khẩu thường xuyên trên 3 tỷ USD trên một năm. Cà phê Việt Nam đã có mặt ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, và EU là thị trường tiêu thụ nhiều cà phê nhất của Việt Nam, chiếm 40% tổng lượng và 38% về tổng kim ngạch xuất khẩu. Để tiếp tục triển khai hiệp định EVFTA có hiệu quả, đặc biệt trong ngành hàng cà phê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương tiếp tục hướng dẫn người dân sản xuất cà phê được chứng nhận do các nhà nhập khẩu châu Âu yêu cầu, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Cùng với đó, đẩy nhanh áp dụng các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản các sản phẩm cà phê, chuyển đổi bộ giống cà phê theo hướng nâng cao chất lượng, tăng thị phần cà phê đặc sản, tiếp tục đăng ký chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương mình. Bên cạnh đó, đổi mới công nghệ, mẫu mã sản phẩm,
đặc biệt là công nghệ chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm cà phê xuất khẩu sang châu Âu. Doanh nghiệp cũng phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm cà phê. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo đó, thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020, chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10, chậm nhất sẽ là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Nghị định quy định đối với một số trường hợp. Theo đó, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt, phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và Cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị gửi về tòa soạn, địa chỉ số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc cơ quan đại diện phía Nam số 62-64 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0243-574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.